nhân viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lời tri ân sâu sắc về sự gắn bó, hành đồng hành và cống hiến vì sự phát triển hợp tác xã trong suốt 20 năm qua. Thay mặt cho toàn thể hợp tác xã tuổi trẻ, tôi cam kết luôn giữ vững chữ tín, luôn mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, duy trì và đảm bảo lợi ích của các bên. Đối với toàn thể xã viên, công nhân viên, ban lãnh đạo xin hứa sẽ không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Mong chúng ta tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa những giá trị câu nói, tiếp tục để hợp tác xã kiến tạo những giá trị tạo nên thành công mới. Hợp tác xã tuổi trẻ luôn luôn phấn đấu đi đầu trong mọi lĩnh vực của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như của Liên minh hợp tác xã Việt Nam, và kính chúc các sức khỏe các đồng chí và các đồng chí có sức khỏe hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.